Để phát triển kinh tế, nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện vùng cao của tỉnh đã mạnh dạn đầu tư nuôi trồng các loại cây con đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao. Mô hình nuôi cây mốc ở huyện Yên Lập là một ví dụ. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và đi tìm hiểu thực tế tại nhiều địa phương, năm 2012, gia đình chị Đặng Thị Cẩm Hường ở xã Đồng Thịnh đã đầu tư chuồng trại nuôi 10 đôi cầy mốc sinh sản. Bước đầu cho thấy con cầy mốc sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Vì thế, gia đình đã tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại với diện tích hơn 2.000 m² để nuôi trên 30 đôi cầy sinh sản và cầy thương phẩm. Với giá bán 20 triệu đồng một cặp con giống và hơn 2 triệu đồng 1 kg cầy mốc thương phẩm. Trừ mọi chi phí, mô hình đem lại cho gia đình nguồn thu vài trăm triệu đồng mỗi năm. Cái nguyên liệu chính của cái vật nuôi là từ hoa quả và cái chủ yếu là thức ăn là từ chuối. Nuôi cái loại này thì thấy là nó không kén thức ăn. Kén thức ăn mà hiệu quả kinh tế là cũng cao và cũng ổn định. Một năm nếu như mà tùy theo từng số lượng mình đầu tư, mình chăn nuôi thì khoảng từ 250 cho đến 300 triệu đồng mỗi năm. Cầy mốc là động vật sống trong môi trường tự nhiên, thức ăn chủ yếu là chuối chín, bí đỏ và các loại phụ phẩm nông nghiệp. Thông thường, cầy mốc được nuôi trong một năm sẽ cho sinh sản. Mỗi năm, cầy cái sinh 10 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 3 con. Cầy nuôi từ 5 đến 8 tháng có thể đạt trọng lượng 6 đến 8 kg thì xuất bán thương phẩm. Nuôi cầy mốc không mất nhiều công chăm sóc, chi phí chăn nuôi thấp nhưng lại đem lại nguồn thu nhập cao cho người chăn nuôi. Người dân đã biết tận dụng cái diện tích đất đai, đồi rừng và những cái phụ phẩm nông nghiệp để nuôi các cái loại con vật đặc sản như là con cầy hương, cầy mốc. Bước đầu đã mở ra một cái hướng là các hộ có thể đa dạng các loại vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế nhằm phát triển kinh tế gia đình trên địa bàn. Nuôi cầy mốc đang mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển nuôi trồng các loại cây con đặc sản, đem lại thu nhập cao cho người chăn nuôi và có cuộc sống ngày càng khá giả hơn.